Chắc chắn chiến thắng này gửi một thông điệp đến toàn đội, Arteta nói sau trận thắng tại Emirates. Hãy tin tưởng vào những gì đang làm. Họ là nhóm cầu thủ tuyệt vời, cố gắng, hiểu biết, ăn ý, đoàn kết và chúng tôi cần điều đó để thắng Manchester City. Tôi tự hào khi Arsenal thua tại Champions League vào thứ tư, và hôm nay tôi cũng thực sự tự hào một lần nữa khi được trở thành một phần của tập thể này. Arteta vui mừng sau khi tàn trận Arsenal hạ Manchester City 1-0 tại vòng 8 ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London ngày 8 tháng 10. Anh, Reuters trận cầu tâm điểm vòng 8 ngoại hạng Anh diễn ra cân bằng, căng thẳng và chỉ được định đoạt bởi bàn thắng có phần may mắn ở phút 86. Bóng lần lượt qua chân Thomas Partey, Takehiro Tomiyasu, Kai Havertz rồi được Gabriel Martinelli dứt điểm chân phải từ khoảng 20m đập trúng mặt trung vệ Nathan Ake và đổi hướng đi vào lưới, khiến thủ môn Ederson không kịp trở tay. Pha lập công đầu tiên của Martinelli mùa này giúp pháo thủ cắt đứt mạch bất khả chiến thắng Manchester City qua 15 trận ngoại hạng Anh, hòa 2, thua 13, trong đó có 12 trận gần nhất toàn thua. Trước trận đấu tại Emirates hôm 8 tháng 10, lần gần nhất Arsenal đánh bại Manchester City là chiến thắng 2-1 vào ngày 28 tháng 12 năm 2015 với các pha lập công của Olivier Giroud và Theo Walcott. Khi đó, huấn luyện viên huyền thoại Arsene Wenger vẫn dẫn dắt Arsenal và Manchester City chưa có Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo. Cũng có sự trùng hợp khi trận đấu trên sân Emirates hôm qua là lần đầu tiên Arsenal và Manchester City tịt ngòi trong hiệp 1 tại ngoại hạng Anh kể từ tháng 4 năm 2012. Khi đó, pháo thủ thắng 1-0 nhờ pha cướp bóng rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm của chính Arteta. Kết quả này còn giúp Arteta lần đầu thắng Pep Guardiola tại ngoại hạng Anh, qua đó thắng ít nhất một lần trước các đối thủ từng chạm trán tại giải.